Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Miền Bắc hứng rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ có nơi giảm xuống còn 6 độ C, tuy nhiên vẫn chưa có thiệt hại nào được ghi nhận. Một ngày trước khi số phận của Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A được định đoạt, các chuyên gia của mạng lưới sông ngòi Việt Nam vẫn khẳng định việc tiếp tục xây dựng hai công trình này sẽ gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng. Diệt chuột đang trở thành câu chuyện nóng tại nhiều địa phương, nhất là sau khi có thông tin phát hiện chuột cống mang virus Hanta gây chết người. Tin quốc tế, Bangladesh tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy nhà máy dệt thảm khốc khiến hơn 100 công nhân thiệt mạng. Tại Mỹ, người dân New York đua nhau mua xổ số, nuôi hy vọng trúng giải đặc biệt 427 triệu đô la Mỹ. Đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu khắp miền Bắc và một số tỉnh ở Bắc Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, riêng một số nơi ở vùng núi phía Bắc, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 6 đến 8 độ C. Đây là mức nhiệt độ thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay. Cụ thể, tại vùng núi phía Bắc, đêm qua nhiệt độ giảm mạnh khoảng từ 6 đến 8 độ. Mẫu Sơn, Lạng Sơn là nơi nhiệt độ giảm mạnh nhất, ở mức 6,4 độ, trời rét đậm. Sapa, Lào Cai rét hại với 8,5 độ. Tam Đảo, Vĩnh Phúc rét 10,3 độ, Đèo Pha Đin, Sơn La 13,3 độ, Ngân Sơn, Bắc Cạn 14 độ. Còn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất sáng nay tại Trạm Láng, Hà Nội giảm xuống còn 15,9 độ, chạm ngưỡng rét đậm. Khi không khí lạnh tràn xuống khu vực Trung Bộ vào sáng nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trời cũng bắt đầu chuyển rét với nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 17 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày hôm qua trên khắp các khu vực đều có mưa rải rác, càng làm gia tăng cảm giác rét buốt. Lượng mưa đo được tại Nam Định là 25,4 mm, thành phố Hà Đông, Hà Nội 24,2 mm, Chi Nê, Hòa Bình 46,6 mm. Theo các chuyên gia khí tượng, mặc dù khối không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, nhưng do dòng xiết gió Tây trên cao vẫn duy trì, nên tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ, đêm nay vẫn có mưa nhỏ. Ngày mai trời nhiều mây, mưa giảm dần và nhiệt độ tăng nhẹ khoảng từ 1 đến 3 độ so với ngày hôm nay. Tuy nhiên, đến ngày 29 tháng 11, một khối không khí lạnh nữa sẽ tràn về nhưng cường độ khá yếu. Sau đó, khoảng ngày mùng 2 và ngày mùng 4 tháng 12, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh nên cảm giác rét lạnh vẫn còn duy trì trong khoảng từ 5 đến 7 ngày tới. Chỉ tính riêng ở các tỉnh miền núi, trong ngày hôm nay, nhiệt độ nhiều khu vực đã giảm xuống dưới 7 độ C, cá biệt như Mẫu Sơn, Lạng Sơn chỉ còn 6,4 độ C. Nhiệt độ xuống thấp đột ngột đã ảnh hưởng không nhỏ đến các đàn gia súc. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, ngay khi đợt không khí lạnh tràn về, người dân vùng cao đã chủ động triển khai nhiều biện pháp chống rét cho vật nuôi nhằm giảm thiểu thiệt hại, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Hơn 3 giờ chiều, tại khu vực gần đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn, nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ đạt khoảng 10 độ. Khác với mọi ngày, thay vì thả rông trâu từ sáng sớm đến tận gần tối để trâu tự đi ăn uống, thì giờ này những người dân đang tìm mọi cách để lùa trâu về chuồng. Bởi nếu không nhanh tay, rất có thể những con trâu to khỏe sẽ trở thành nạn nhân của những đợt gió lạnh. Như năm ngoái thì cũng bị chết 6-7 con ve. Rồi còn những con mẹ chứ thì còn vẫn là đuổi về xử lý được kịp. Bài học có lẽ đã được rút ra sau đợt rét lịch sử vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011. Giờ đây, khi chỉ mới vào đầu đợt rét, người dân đã chủ động dự trữ thức ăn hay phủ thêm các tấm bạt tránh gió rét cho đàn gia súc. Không giống như các tỉnh đồng bằng, khu vực núi cao như Mẫu Sơn rất khó trồng lúa, đồng nghĩa với việc rơm rạ trong mùa rét tại đây cũng khan hiếm hơn rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho trâu bò chết với số lượng lớn nếu như các đợt không khí lạnh bao trùm trong nhiều ngày. Nó rơi tuyết sướng thì nó phủ hết cái cỏ, cây cỏ này nó phủ hết, không có cái gì cho trâu ăn. Thì rơm rạ mình không có, lúc kia đi mua thì không kịp, thì nó rét quá thì băng tuyết nó phủ hết rồi, không có lối đi. Thì toàn cho trâu bò nhịn đói. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lạng Sơn,
Trong đợt rét năm 2011, đã có hơn 21.000 con trâu bò bị chết rét. Để hạn chế tình trạng này, những ngày qua, các địa phương đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là các khu vực sâu giáp biên giới. Mặc dù rét đậm, rét hại được dự báo đến muộn hơn so với mọi năm, nhưng với những diễn biến bất thường của thời tiết như trong năm nay, thì sự chủ động của người dân vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Mặc dù đã được trang bị một số kiến thức về việc phòng chống rét cho gia cầm và vật nuôi, tuy nhiên thì với những điều kiện thiếu thốn như ở đây, thì việc phòng chống rét này không thể đạt một cách hiệu quả cao được. Và với những người dân vùng cao như ở xã Mẫu Sơn, thì họ chỉ còn biết mong chờ vào hai chữ thiên thời mà thôi. Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay. Những cơn gió mùa đông bắc liên tiếp tràn về không chỉ mang lại cảm giác giá lạnh mà còn mang đến nguồn thu khá dồi dào cho nhiều loại hình dịch vụ. Cũng nhờ đó mà nhiều công việc trở nên đắt khách hơn hẳn so với ngày thường. Sau đây là những hình ảnh mà nhóm phóng viên VTC14 vừa ghi lại được tại thủ đô Hà Nội trong chiều ngày hôm nay. Không khó để trang bị cho mình những phục tràng cần thiết để giữ ấm cho cơ thể. Bởi trên các con phố, các mặt hàng được bày bán la liệt. Từ khăn quàng, mũ len, găng tay, tất, thậm chí đến cả bịt tai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ với 40.000 đồng tôi đã có thể mua được một chiếc bịt tai như thế này để giữ ấm cho đôi tay của mình khi mùa đông đã thực sự tràn về. Có thể nói rằng đây sẽ là một trong những mặt hàng được rất nhiều người lựa chọn trong mùa đông năm nay. Người dân thường có thói quen là cứ rét thì mới mua, nên những ngày này các cửa hàng đổ len tấp nập hơn hẳn và buôn bán cũng khấm khá hơn. Vâng, thì mùa đông này rất là lạnh nên là phải mang hết áo ấm và khăn đi mua khăn, rất là kiểu đi mua khăn này đeo cho ấm. Không chỉ rét mà còn có mưa rải rác, và thế là dịch vụ giặt hơn là khô trở nên hút khách, khác với không khí ảm đạm vào những ngày hè. Vì mấy hôm nay trời lạnh rồi cho nên là mình mang tất cả các đồ áo ấm ra đây giặt để cho kịp mặt theo thời tiết. Bọn em thì thường thường là giặt tất cả các đồ ấy, nhưng mà với những cái ngày lạnh này thì bọn em những cái áo ấm ấy, thì nó số lượng nó gấp 3-4 lần những ngày bình thường. Có mặc, có đắp thì phải có ăn. Ngô nướng vỉa hè trở thành lựa chọn ăn vặt số 1. Ngô sống mua 3.000 đồng một bát, nướng chín bán 9.000 đến 10.000 đồng. Sẽ không quá khó hiểu nếu người bán hàng này thản nhiên lãi đến 500.000 đồng một đêm. Mùa đông này thì mình ra ngoài hồ này thì nói chung là không khí lạnh, thì nói chung là cái bắp ngô nướng này rất ngon mà hợp, mà ngồi mùa đông này ngồi cạnh bếp lửa rất là ấm cúng, cảm thấy ấm áp. Hà Nội đã vào đông thực sự, không quá lạnh nhưng cũng đủ để hàng quán làm ăn khấm khá. Dường như mùa này chỉ có xe ôm là ế khách. Liên quan đến sự cố vỡ đập thủy điện Đắc Mếch 3, chiều ngày hôm qua, lực lượng công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ va chạm làm vỡ thân đập. Tại hiện trường, lực lượng công an đã tiến hành đo đạc, ghi chép các chi tiết, số liệu về chiều cao thân đập bị vỡ, chiều rộng các khối bê tông bị đổ xuống sông, các dấu vết hư hỏng của chiếc xe ben nằm lại trên đống đổ nát. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng cho biết vẫn đang trong quá trình tìm hiểu vụ việc nên chưa thể đưa ra bất cứ thông tin gì. Trong khi đó, hai bên phía thân đập, công nhân vẫn cho máy ủi thi công bạt núi. Giám đốc công ty thủy điện Hồng Phát Đắc Mếch, chủ đầu tư của công trình thủy điện Đắc Mếch 3 cho biết, công trình về đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng nhưng chưa tích nước đập tràn. Về nguyên nhân sự cố thì chủ đầu tư cho rằng do khối lượng đá đổ phía trên đập lớn, xe đổ đất đá dồn dập trong đợt cao điểm thi công, đập không chịu nổi nên bị sập đổ. Tổng khối lượng bê tông bị đổ xuống khoảng 700 mét khối. Trước đó vào ngày 22 tháng 11, khi công nhân của các đơn vị đang thi công chèn đất đá, thì một chiếc xe ben chở đá đã va vào thân đập, khiến đập vỡ dây chuyền. Để hỗ trợ đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư thủy điện Sông Tranh 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo huyện Bắc Trà My khẩn trương lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định để sớm giao đất. Tổng diện tích đất được cấp là hơn 1.300 ha.
trong đó có 832 ha thuộc lâm phận, còn lại là 487 ha vùng phụ cận lâm phận. Ban quản lý rừng phòng hộ sông Chanh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu đối với diện tích đất có gỗ, trước khi tổ chức giao đất cho các hộ dân, huyện Bắc Trà My phải chỉ đạo các ngành chức năng thống kê số lượng và sản lượng gỗ, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết cho phép khai thác tận dụng. Yêu cầu Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ sông Chanh kiểm tra giám sát chặt chẽ việc khai thác tận dụng gỗ trên diện tích hơn 1.300 ha được phê duyệt, không để xảy ra tình trạng khai thác tận dụng gỗ chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc lợi dụng để khai thác rừng tự nhiên. Từ năm 2005, khi thủy điện sông Chanh 2 được xây dựng, huyện Bắc Trà My có 834 hộ dân phải tái định cư vào 11 khu thuộc 3 xã Trà Giác, Trà Đốc và Trà Bui. Tuy nhiên đến nay, người dân các khu tái định cư vẫn chưa được cấp diện tích đất cần thiết để sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, đường xá và các công trình công cộng xuống cấp trầm trọng. Hiện đã có 38 hộ dân bỏ nhà tái định cư vào rừng để sinh sống. Trong đó, từ đầu năm 2012, đã có gần 20 hộ bỏ đi vì thiếu đất sản xuất và lo sợ động đất. Cũng vì không có đất sản xuất, nhiều hộ đã đổ xô vào rừng phát nương làm rẫy. Theo Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xảy ra 19 vụ phá rừng làm rẫy. Cũng liên quan đến thủy điện, theo dự kiến thì ngày mai Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ họp hội đồng thẩm định và đánh giá tác động môi trường của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A với sự tham gia của nhiều bên liên quan trước khi đưa ra quyết định chính thức về việc có tiếp tục thực hiện hai dự án này nữa hay không. Đây cũng là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh các dự án thủy điện ở nước ta đang bộc lộ rất nhiều bất ổn. Trong chiều ngày hôm nay thì phóng viên VTC14 đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đào Trọng Tứ, chuyên gia cao cấp thuộc mạng lưới sông ngòi Việt Nam, một trong những thành viên của hội đồng thẩm định, một số nội dung liên quan đến hai công trình thủy điện này. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của VTC14. Theo các nhà khoa học và các thành viên mạng lưới sông ngòi Việt Nam, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, hiện nay có tới 8 lỗ hổng không thể bỏ qua. Nếu như tiếp tục xây dựng thì 8 lỗ hổng này sẽ gây ra những hậu quả gì? Đây là một trong dự án mà đụng đến các khu vực vườn quốc gia mà có cái độ đa dạng sinh học rất cao, là ngoài vấn đề xâm phạm đến cái vấn đề tính đa dạng sinh học, làm ảnh hưởng đến tác động môi trường, mà khi mà thủy điện dày đặc không được xây dựng trên một cái nền nó bền vững, không khi mà không để ý đến tất cả những yếu tố ấy, thì nó sẽ gây đến những cái hồ ạ mà đến hiện nay chắc không phải là người chỉ có những của cả nước này cũng phải đau đầu, đúng không? Các nhà đầu tư đau đầu, và đặc biệt cuộc sống của người dân, đấy là một cái điều cực kỳ gian nan, cực kỳ nan giải. Các chuyên gia, các nhà khoa học nói nhiều về việc thiếu căn cứ pháp lý, lợi ít hại nhiều của hai dự án này. Vậy ý kiến của ông về vấn đề này ra sao? Tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định ấy. Trên sông Đồng Nai đã có một loạt các thủy điện rồi. Chúng ta tiếp tục xây dựng một số cái trận thủy điện lớn nữa, thì chắc chắn rằng cái tác động của nó sẽ rất lớn. Và khi đọc đến các cái đánh giá tác động môi trường thì tôi thấy là rất nhiều yếu tố đúng là đáng lo ngại. Do đó mà tôi cho rằng chúng ta hai cái trạm thủy điện này, hai cái nhà máy thủy điện này chiếm một cái tượng lượng điện không phải là lớn đối với quốc gia. Chúng ta có thể tìm một con đường khác thay thế để mà cho chúng ta giữ được những cái môi trường, những cái nguồn tài nguyên rất là quý giá của chúng ta, đó là chính là các vườn quốc gia. Từ thủy điện sông Chanh 2, thủy điện Đồng Nai 6 và 6A có thể rút ra được những bài học như thế nào, đặc biệt là những gì mà người dân tại Bắc Trà My đang phải chịu đựng? Đấy là một cái điều bản thân các nhà đầu tư cũng rất là đau đầu. Khi xây dựng thì ai cũng muốn là mọi việc nó suôn sẻ, nó tốt đẹp, phát điện lên để có thể phục vụ cho lợi ích của nền kinh tế, đồng thời là cũng đem lại những cái lợi ích cho người dân. Nhưng mà từ cái câu chuyện về cái thủy điện sông Chanh 2 ấy, đặc biệt là những cái trận động đất cứ liên tục xảy ra như hiện nay, làm cho người dân, cái cuộc sống của người dân ấy nó không an bình, thì đấy là một trong cái bài học. Vâng, xin cảm ơn ông. Trước băn khoăn của nhiều người dân xung quanh việc cung ứng thực phẩm dịp Tết Nguyên đán sắp tới, trao đổi với phóng viên VTC14 chiều nay, đại diện Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tái khẳng định do nguồn cung thực phẩm dồi dào nên dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ không lo thiếu thịt. Ngoài ra giá cả mặt hàng này trong những ngày cận Tết cũng chỉ tăng nhẹ khoảng 2-3%. Theo thống kê mới nhất của Cục Chăn nuôi, hiện ngành chăn nuôi đang có nhiều thuận lợi vào những tháng cuối năm do dịch bệnh không xảy ra. Tất cả các sản phẩm chăn nuôi đều tăng về sản lượng.
trong đó nguồn cung thịt lợn từ nay đến cuối năm sẽ tăng khoảng từ 2 đến 3%, trong khi nguồn gia cầm tăng nhiều hơn từ 7 đến 10% so với cùng kỳ năm 2011. Ngoài ra, nguồn cung thịt trâu bò cũng tăng gần 8%, thịt heo tăng gần 6%, trứng 10%, sữa tăng 12 đến 13%. Do đó, nguồn cung thịt trong nước đáp ứng đủ nhu cầu trong nước từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, theo Cục Chăn nuôi, vài ngày gần đây giá gà công nghiệp đã tăng trở lại do nguồn cung hạn chế. Bởi trước đó, do giá bán thấp dưới giá thành trong nhiều tháng liên tiếp, buộc các chủ trang trại phải giảm đàn. Khi giá tăng trở lại, thì người chăn nuôi đã đầu tư tăng đàn trở lại và nguồn cung sẽ nhanh chóng đưa ra thị trường. Tuy nhiên, Cục Chăn nuôi cũng dự báo giá các mặt hàng kể trên sẽ tăng khoảng 8 đến 10% do giá nhiều loại vật nuôi vừa qua đã giảm dưới giá thành, trong đó riêng giá lợn sẽ tăng khoảng 5.000 đồng một kg. Nhằm rà soát siết chặt lại công tác đảm bảo trật tự an ninh trong những tháng cuối năm của 17 tỉnh thành trọng điểm phía Bắc, sáng nay tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị bàn biện pháp tổng kiểm tra, vận động thu hồi và đấu tranh chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tính riêng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sau 15 năm thực hiện Nghị định 47CP, chính quyền địa phương đã vận động giao nộp trên 6.300 khẩu súng các loại, hơn 3.200 quả bom mìn lựu đạn, 700 kg thuốc nổ, phụ kiện nổ, phát hiện bắt giữ 82 vụ tàng trữ buôn bán vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ. Thông qua công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phát hiện bắt giữ gần chục nghìn công cụ hỗ trợ, dao kiếm. Tại hội nghị, đại diện công an các tỉnh Lạng Sơn, Thái Bình, Lào Cai đã bàn một số nội dung chủ yếu về thực trạng buôn lậu vũ khí nhỏ lẻ, nhất là buôn bán đồ chơi nguy hiểm có dạng vũ khí quân dụng, tình hình đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi vi phạm và công tác phối hợp liên ngành giữa công an, biên phòng, kiểm lâm, quản lý thị trường, tòa án, viện kiểm sát, đặc biệt trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2013 sắp tới. Ngày hôm nay, nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân diệt chuột bảo vệ mùa màng, phòng trừ dịch bệnh. Thời gian qua, thông tin chuột cắn gây dịch bệnh ở nhiều nơi khiến người dân rất hoang mang và lo lắng. Trên nhiều cánh đồng không chỉ có nông dân mà cả người già, phụ nữ, học sinh, sinh viên đều tranh thủ thời gian diệt chuột. Chuột chủ yếu hoạt động vào ban đêm nên để tiêu diệt chúng, người dân phải đặt bẫy và sử dụng các biện pháp thuốc bảo vệ thực vật. Theo kinh nghiệm của nhiều nông dân thì chỉ có biện pháp đào bới theo dấu hang và đổ nước vào để diệt là biện pháp truyền thống nhưng hiệu quả nhất. Hàng nghìn con chuột đã bị tiêu diệt. Trong vụ sản xuất hè thu vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nạn chuột phát hại diễn ra trên diện rộng, có nơi chuột sinh sản đến 25 con trên một ổ. Nay lại có thêm thông tin dịch bệnh liên quan đến chuột, nên người dân quyết tâm tiêu diệt triệt để loài gặm nhấm này. Giống như điều nhiều địa phương trên cả nước thì ở Hà Nội, sau khi thông tin phát hiện chuột cống mang virus Hanta, người dân thủ đô hoang mang, lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh. Một bộ phận khác trong những ngày vừa qua đã đổ xô đi mua thuốc và bẫy để diệt chuột. Sống trong cảnh nhà có chuột nhiều năm, nhưng hôm nay chị Thu Hường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội mới quyết định đi mua thuốc diệt chuột. Lý do xuất phát từ những cảnh báo về dịch bệnh lây truyền qua chuột được báo chí liên tục nhắc đến trong những ngày qua. Tôi rất là lo và tôi cũng thông báo cho gây là dân làng xóm, rồi anh em, đều mọi gia đình đều đi mua thuốc chuột cả. Những ngày qua, nhiều người khác cũng đổ xô đi mua thuốc diệt chuột. Dù những viên thuốc chế phẩm sinh học có giá khá đắt, nhưng cụ ông này vẫn chọn mua cả vỉ với mong muốn bảo vệ cả nhà khỏi loài gặm nhấm vốn không xa lạ gì. Tôi đã đi mua thường xuyên, mấy hôm nay thì là đây bán đông lắm, khách đến mua đông lắm. Làm sao là có cái thuốc nặng nhất ăn vào nó có hiệu quả. Không chỉ là thuốc bả, bẫy chuột đủ loại cũng được người dân tìm mua, miễn là không phải sống chung với loài trung gian truyền bệnh. Không chỉ là nhà riêng, nhà dân, mà bao gồm các nhà, khách sạn, các cái tòa cao tầng, người ta cũng mua rất nhiều, lo lắng đến sức khỏe của cán bộ, nhân viên cũng như người thân trong gia đình. Rồi các khách hàng thường xuyên đi vào khách hàng ăn uống, đấy, cho nên là cái nhu cầu rất là lớn, mấy hôm nay bán rất là tốt. Kể từ khi có những thông tin cảnh báo về dịch bệnh, nhiều người dân Hà Nội tìm mọi cách tiêu diệt chuột. Điều lẽ ra họ phải làm thường xuyên, chứ không phải chờ cho đến khi có một thông tin được đưa ra, giống như những ngày qua. Bệnh viện Trung ương Huế vừa cứu sống một bệnh nhân bị vỡ động mạch chủ hiếm gặp. Sau ca phẫu thuật kéo dài suốt 5 giờ đồng hồ, ngày hôm nay, bệnh nhân này đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Bệnh nhân là ông Đồng Đức Lợi, 58 tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
nhập viện tối ngày 30 tháng 10, ông Lợi được chẩn đoán là bị phình động mạch chủ chậu vỡ vào đường tiêu hóa. Nghiêm trọng hơn, bệnh nhân bị rơi vào tình trạng sốc mất máu và mất ý thức chỉ trong vòng từ 5 đến 7 phút. Đây là trường hợp được nhận định là có nguy cơ tử vong rất cao. Toàn bộ máu của bệnh nhân bị vỡ dồn vào ruột non, huyết áp không đo được. Đặc biệt khối phình vỡ vào đường ruột gây nên tình trạng vấy nhiễm vi khuẩn. Ca mổ được tiến hành khẩn trương tính theo từng phút. Các bác sĩ phải thực hiện cắt đoạn hồi tràng, lấy sạch huyết khối trong ruột, tái lập lưu thông tiêu hóa. Sau 5 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công. Các bác sĩ cho biết trường hợp vỡ động mạch chủ sẽ chết 100% nếu không được điều trị. Nếu điều trị thì tỷ lệ tử vong lên đến từ 70 đến 96%. Kể cả sau mổ tỷ lệ tử vong cũng lên đến 50% do nhiều biến chứng. Rất hiếm trường hợp vỡ động mạch chủ như ông Lợi lại được cứu sống. Ngành y tế Việt Nam luôn trong tình trạng thiếu y bác sĩ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản phụ khoa. Liên tiếp những vụ tai biến sản khoa xảy ra trong thời gian gần đây chính là hệ quả của thực trạng đáng lo ngại này. Do đó, để nâng cao trình độ cho các bác sĩ sản khoa, ngày hôm nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã khai giảng lớp đào tạo sau đại học hệ thực hành khóa 1. Lần đầu tiên ở Việt Nam, các cử nhân y khoa sẽ được đào tạo chú trọng về thực hành trong lĩnh vực phụ sản. Gần 30 cử nhân đã trúng tuyển khóa học đầu tiên đào tạo sau đại học hệ thực hành chuyên ngành sản phụ khoa của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Việc đào tạo thực hành để các sinh viên khi tốt nghiệp có khả năng làm việc ngay là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh lĩnh vực sản phụ khoa đang thiếu bác sĩ trầm trọng như hiện nay. Hiện tại bây giờ chúng tôi thấy rằng là một số các bệnh viện tỉnh thì lác đác đã có bác sĩ chuyên khoa sản là người ta đã là bỏ nghề đấy, và cũng có một số các bác sĩ cũng xin về các bệnh viện nhưng mà bảo cho vào làm khoa nào vào, chứ còn nếu như mà phân công vào làm khoa sản thì người ta lại xin đi là các bệnh viện khác. Theo khảo sát của vụ sức khỏe sinh sản Bộ Y tế, đối với tuyến huyện, trung bình tại mỗi bệnh viện chỉ có 24 cán bộ chuyên môn đang làm việc tại khoa sản và khoa nhi. Những cán bộ này chủ yếu là trình độ trung cấp, còn bác sĩ chuyên ngành sản định hướng có trình độ thạc sĩ, bác sĩ, chuyên khoa sản hoặc tương đương mới đạt 54,8%. Như vậy, trung bình mỗi bệnh viện tuyến huyện không có nổi một bác sĩ chuyên khoa sản. Sữa là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng được tiêu dùng hàng đầu ở nhiều quốc gia. Ở nước ta, lượng sữa tiêu thụ trong những năm gần đây tăng đặc biệt nhanh. Tuy nhiên hiện nay người tiêu dùng lựa chọn sữa chủ yếu dựa vào thương hiệu, quảng cáo mà không quan tâm đến thông tin trên bao bì sản phẩm. Đây là thông tin được đưa ra trong hội thảo quốc tế về sữa diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nếu như vào những năm 90, lượng sữa tiêu thụ ở Việt Nam chỉ khoảng 0,4 gram một người một ngày, thì đến hiện tại, con số này đã tăng gấp 30 lần. Tuy nhiên, không phải tất cả người tiêu dùng Việt Nam đều hiểu đầy đủ tầm quan trọng của sữa, phân biệt được sự khác nhau của các loại sữa trên thị trường và sử dụng sữa đúng cách. Kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho thấy, đa số người tiêu dùng sữa ở Việt Nam thường chọn sữa dựa vào thương hiệu cũng như bị tác động của quảng cáo. Trong khi muốn chọn đúng loại sữa cho từng đối tượng khác nhau, cần phải đọc nhãn hiệu bao bì, các thông tin liên quan đến sản phẩm để chọn sữa phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng đặc thù, nhu cầu làm đẹp và khẩu vị. Tại hội thảo, các chuyên gia dinh dưỡng và sữa quốc tế, chuyên gia Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các nhà khoa học đã trình bày tham luận, cung cấp những kiến thức tổng quan về ngành sữa. Từ việc sử dụng sữa đúng cách, cách phân biệt các loại sữa và nguồn nguyên liệu cho đến đặc tính và công dụng của sữa tươi, bổ sung dưỡng chất và xu hướng sử dụng sữa tự nhiên trên thế giới và ở Việt Nam. Tiếp tục với các tin tức quốc tế, Bangladesh tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy nhà máy dệt thảm khốc khiến hơn 100 công nhân thiệt mạng. Mexico phát hiện mỏ dầu có trữ lượng lên tới 1 tỷ thùng. Tại Mỹ, người dân New York đua nhau mua xổ số nuôi hy vọng trúng giải đặc biệt 425 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Bangladesh ngày hôm nay đã tổ chức quốc tang dành cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại một nhà máy dệt xảy ra hôm 24 tháng 11 vừa qua, khiến hơn 100 công nhân thiệt mạng. Hoạt động tưởng niệm diễn ra sau khi hàng ngàn công nhân ở Bangladesh xuống đường biểu tình tại thủ đô Dhaka để phản đối tình trạng mất an toàn lao động tại các nhà máy. Cả đất nước Bangladesh hôm nay đã treo cờ rủ, nhiều buổi lễ cầu nguyện cũng được diễn ra tại tất cả các ngôi đền, nhà thờ và những điểm cầu nguyện khác.
Trước đó, khoảng 200 nhà máy tại Bangladesh đã buộc phải đóng cửa vào ngày hôm qua khi một cuộc biểu tình bùng phát tại Sabah, cụm công nghiệp xảy ra vụ hỏa hoạn nói trên. Những người biểu tình đã chặn con đường cao tốc dẫn vào khu công nghiệp, ném đá vào khu vực các nhà máy và đập phá xe cộ, đòi công lý cho các công nhân xấu số, cũng như yêu cầu nâng cấp tình trạng mất an toàn lao động trong các nhà máy công nghiệp tại Bangladesh, vốn sản xuất phần lớn hàng hóa cho các đại lý bán lẻ trên khắp thế giới. Trong những ngày qua, chính phủ và cảnh sát Bangladesh đã mở các cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn thương tâm trên. Trưởng ban thanh tra nhà máy của chính phủ Bangladesh cho biết, chủ nhà máy dệt may Tarin Fashion đã xây nhà xưởng cao quá số tầng cho phép. Các nhà điều tra nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy hôm 24 tháng 11 là do sự cố chập mạch điện. Song chính việc thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn lao động tại 8 tầng của xưởng may đã đẩy số người thiệt mạng lên tới hơn 100 người. Tiếp sau đây là một số tin vắn quốc tế đáng chú ý khác. Vào ngày hôm qua, theo thông báo của Trung tâm ứng phó với các tình huống khẩn cấp của Panama, hơn 800 ngôi nhà đã bị ngập lụt sau khi một trận bão lớn gây mưa cho toàn khu vực phía tây Panama. Ít nhất 3 người đã chết và 2 người đang mất tích trong đợt bão này. Con đường cao tốc nối hai thành phố chính là thành phố Colón và Panama City đã bị đổ sập, khiến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện toàn bộ các trung tâm thương mại ở thành phố Colón đã ngập trong bùn. Tổng thống Panama, ông Ricardo Martinelli đã đi khảo sát nhiều khu vực ngập lụt và cam kết sẽ hỗ trợ người dân và những cộng đồng chịu ảnh hưởng trong trận bão này. Cũng trong ngày hôm qua, hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm sản xuất 3 tầng dành cho người tàn tật của tổ chức từ thiện Caritas tại thành phố Black Forest thuộc vùng TTC Nordstadt, khiến 14 người chết và 8 người bị thương. Các nhân chứng tin rằng khoảng 50 người đang ở trong xưởng khi ngọn lửa bùng phát. Hơn 100 nhân viên cứu hỏa đã tới hiện trường vụ hỏa hoạn cùng trực thăng. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn, song một số người tin rằng một vụ nổ trong kho đã gây cháy. Nữ hoàng sắc đẹp Mexico, Maria Susana Flores, 22 tuổi, đã thiệt mạng trong một cuộc đọ súng giữa một băng nhóm ma túy và các binh sĩ ở bang Sinaloa, Tây Bắc Mexico vào ngày hôm qua. Trận đấu súng kinh hoàng này cũng khiến cho 4 người khác thiệt mạng. Gia đình của nữ hoàng sắc đẹp khẳng định Maria không hề có bất cứ mối quan hệ nào với nhóm ma túy này. Khi vụ đấu súng xảy ra, cô đi cùng với bạn trai, một tay súng cũng thiệt mạng trong vụ việc. Tuy nhiên, trưởng công tố bang Sinaloa cho biết rằng họ chưa thể khẳng định chính xác vai trò của người đẹp này với nhóm ma túy. Trước cái chết của hoa hậu Maria, từng có hai hoa hậu Mexico bị nghi dính líu đến các hoạt động buôn bán ma túy và vũ khí của các băng đảng nơi đây. Vào ngày hôm nay, người dân khu vực phía Bắc Nhật Bản đã phải hứng chịu một đợt tuyết rơi dày bất thường khiến 40.000 ngôi nhà phải chịu cảnh mất điện. Nhiều khu vực ở thành phố Mororan và Sapporo đã bị cô lập trong các đợt bão tuyết. Ngoài ra, rất nhiều ngôi nhà ở đây đã bị tốc mái do gió to. Trong khi đó, sân bay quốc tế Chitose và một vài đường dây xe lửa đã phải đóng cửa trong ngày hôm nay. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã cảnh báo gió to, bão tuyết lớn kèm theo mưa sẽ xuất hiện tại khu vực này trong thời gian tới. Ngày hôm qua, Tổng thống Mexico Felipe Calderón cho biết nước này vừa phát hiện một mỏ dầu có trữ lượng lớn tại bang Tabasco, phía đông nam của Mexico. Theo công ty dầu khí Pemex Mexico, đây là phát hiện quan trọng nhất của quốc gia Trung Mỹ trong suốt một thập kỷ vừa qua. Theo công ty dầu khí Pemex của Mexico, nhà sản xuất dầu lớn thứ tư thế giới cho biết, công ty đang mở rộng hoạt động khai thác giếng dầu này. Tính từ năm 2009 cho đến nay, công ty dầu khí này đã đầu tư gần 10 tỷ đô la Mỹ vào hoạt động thăm dò khai thác dầu mỏ. Giếng dầu này được phát hiện ở độ sâu 6 km, cách vùng Villa Hermosa của bang Tabasco khoảng 20 km. Theo ước tính, giếng dầu này có trữ lượng từ 500 triệu thùng đến 1 tỷ thùng. Phát biểu tại bang Tabasco, Tổng thống Mexico cho biết giếng dầu này là phát hiện quan trọng thứ ba được ghi nhận tại Mexico trong suốt một thập kỷ qua, sau hai giếng dầu lớn được tìm thấy ở ngoài khơi vịnh Mexico. Đây là giếng dầu lớn nhất ở mặt đất mà chúng ta tìm thấy trong suốt 10 năm qua. Việc này sẽ giúp Mexico nâng sản lượng dầu trong trung và dài hạn. Năm 2004, sản xuất dầu ở Mexico đã đạt mức cao nhất với khoảng 3,4 triệu thùng một ngày. Nhưng đến năm 2005 thì sản lượng này đã giảm đi. Ngành công nghiệp dầu khí ở Mexico đã được quốc hữu hóa vào năm 1938. Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Enrique Peña Nieto của Mexico sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng 12 tới lại khẳng định ông đang có kế hoạch đầu tư lớn vào các dạng năng lượng mới, trong đó cho phép sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân. Rất nhiều người dân New York, Mỹ đang cố dành cho mình cơ hội để trở thành một triệu phú bằng cách mua xổ số để trúng được giải thưởng có giá trị lớn kỷ lục là 425 triệu đô la Mỹ. Giải thưởng sẽ được quay vào tối ngày mai, 28 tháng 11.
Những tấm biển quảng cáo hấp dẫn về giải sổ số cao kỷ lục của hãng Powerball trị giá 425 triệu đô la Mỹ trên đường phố New York đang thu hút một lượng lớn người dân muốn thử vận may của mình. Các nhân viên bán sổ số cho biết, rất nhiều người đã chi hàng trăm đô la Mỹ để mua sổ số, ngay cả khi biết được cơ hội giành giải thưởng chỉ là 1 trên 1 triệu thì họ vẫn cảm thấy lạc quan và chần chừ hy vọng. Tôi thực sự có cảm giác mình sẽ được ban tặng một cái gì đó để giảm bớt thiệt hại sau cơn bão Sandy. Vì vậy, tấm vé may mắn chính là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Tôi cũng nghĩ đến một điều gì đó cho gia đình và cho bạn bè, có thể là một căn hộ ở New York. Nếu không trúng giải thưởng lần này, thì tôi sẽ mua vé lần sau. Chúng ta không bao giờ biết được khi nào may mắn sẽ đến với mình. Trị giá giải thưởng cao nhất của Powerball trước đây là 365 triệu đô. Giải thưởng này đã được trao cho một công nhân ở Lincoln vào năm 2006. Theo những người phụ trách quay thưởng, do khoản tiền thưởng lớn có khả năng đẩy doanh số bán hàng lên cao, nên giá trị của giải độc đắc lần này có thể sẽ còn được nâng lên cao hơn 425 triệu đô trước ngày quay kết quả. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.